con 4T100 các bạn ơi. Đang cắt lúa thì quá trời nước nè các bạn ơi. Đây cũng con Việt 520 nha các bạn. Bên đây cũng còn gì, một lam nữa cũng rồi mọi người. Hai má này bữa nay chạy chung nha các bạn.
máy kia đang vô cắt cái miếng thác các bạn ơi. Và cái này đúng như ta. Yeah.